ba tỉnh miền Trung chìm trong biển nước, hàng ngàn ngôi nhà nước ngập tới nóc. Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh nước trắng đường như hình ảnh của trận lũ năm 2010. Tính đến 12 giờ ngày 15 tháng 10 đã có 6 người mất tích trong biển nước. Mưa lớn và dồn dập khiến lũ trên các sông Ngàn Sâu, sông Ngàn Phố thuộc Hà Tĩnh, sông Danh, sông Kiến Giang thuộc Quảng Bình càng lúc càng tiến tới mức đỉnh, vượt báo động cấp 2 và báo động cấp 3. Trong suốt 100 năm chưa bao giờ nước lũ tràn về và ngập Hương Khê như lần này. Hàng ngàn hộ dân chìm trong biển nước, giao thông đường sắt tê liệt hoàn toàn, đường bộ cũng gần như không sử dụng được vì rất nguy hiểm. Cano của đội cứu hộ các nơi làm việc hết công suất để cứu người dân trong cơn lũ kinh hoàng xảy ra cùng lúc trên ba tỉnh. Hàng trăm người ngồi trên cây chờ cứu. 22 xã của huyện Hương Khê đã bị nước lũ bủa vây. Các xã nằm trong vùng rốn lũ như Hương Trạch, Hà Linh, Phương Điền, Phương Mỹ, Phú Phong, Hương Xuân, Phúc Trạch, Hương Đô, Lục Yên, Hương Giang, Hương Thủy bị nhấn chìm hoàn toàn trong lũ. Suốt đêm qua 14 tháng 10 Hà Tĩnh gần như không chợp mắt. Khi phải thức khuya canh lũ tràn về, người dân vẫn bị ám ảnh bởi trận lũ lịch sử năm 2010. Tại Quảng Bình xuất hiện cả lốc xoáy khiến nhiều nhà bị chóc mái. Mưa lớn và kéo dài kèm theo gió đã khiến nhiều nơi tại huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, thành phố Đồng Hới bị chia cắt vì đường xá phủ đầy nước, giao thông đường sắt hoàn toàn tê liệt. Mưa vẫn tiếp tục cho tới sáng hôm nay tại Quảng Trị. Lốc xoáy tàn phá cuốn đi hơn 200 ngôi nhà ở hai huyện Triệu Phong và Hải Lăng, trong khi đó bão Sakira đang đe dọa miền Trung sau khi tiến vào Philippines sáng nay 15 tháng 10. Bão Sakira còn cách đảo Luzon của Philippines khoảng 110 cây số. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, gió giật cấp 13 đến 14 do ảnh hưởng của bão. Từ sáng mai 16 tháng 10, vùng biển phía đông bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên đến cấp 11 đến 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13 đến 14, giật cấp 15 đến 16. Bão Sarika có thể tiến vào khu vực miền Trung nếu không có chuyển biến bất ngờ. Đây là điều gây lo ngại cho người dân các tỉnh đang chịu lũ lụt vì nếu cộng thêm với bão, công tác cứu nạn sẽ khó khăn gấp bội. Đó là chưa kể sức tàn phá của bão sẽ cộng thêm vào lũ lụt có thể gây thiệt hại về nhân mạng cho người dân.